Cô chào các bạn học sinh lớp 1 của trường tiểu học Lê Thánh Tôn. Hôm nay cô và các con lại cùng gặp nhau ở môn học vần. Trước khi bắt đầu tiết học, cô cùng các con kiểm tra bài cũ. Các con đọc giúp cô. Hơ, vòi, đêm, khuya, thuở, xưa, hơ, tây, giấy, bơ, lưa, răng, khuya. Nơi ấy ngôi sao khuya soi vào trong giấc ngủ, ngọn đèn khuya bóng mẹ sáng một vầng trên sân. Vừa rồi cô và các con cùng đọc lại bài cũ. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục học hai vần có âm đầu là âm u, đó là vần uân và vần uyên. Cô lưu ý các con, những vần có âm đầu là âm u khi đọc miệng các con tròn môi. Chúng ta bắt đầu tiết học. Vần uân có âm u đứng trước, âm ớ đứng giữa, âm nờ đứng cuối. Các con nghe cô đọc. U ớ nờ uân. Lần nữa, u ớ nờ uân. Có vần uân muốn có tiếng xuân, cô thêm âm sờ. Tiếng xuân có âm sờ đứng trước, vần uân đứng sau. Các con nghe cô đọc. Sờ uân xuân. Lần nữa, sờ uân xuân. Xuân là một trong bốn mùa thu, thu xuân hạ thu đông. Mùa xuân là mùa mở đầu của năm. Cô có từ mùa xuân. Mùa xuân. Sau đây cô và các con cùng đọc trơn. Uân xuân mùa xuân. Lần nữa, uân xuân mùa xuân. Tiếp theo chúng ta sẽ học vần uyên. Trước khi chúng ta luyện đọc vần uyên, cô và các con so sánh vần uân và vần uyên có gì giống và khác nhau. Vần uân và vần uyên khác nhau. Vần uân có âm ớ, âm nờ đứng cuối. Vần uyên có âm y, âm ê, âm nờ đứng cuối. Giống nhau đều có âm u đứng đầu. Các con nghe cô đọc. U, y, ê, nờ, uyên. Lần nữa. U, i, e, n, uyên. Có vần uyên muốn có tiếng truyền, cô thêm âm chờ và dấu quyền. Tiếng truyền có âm chờ đứng trước, vần uyên đứng sau, dấu quyền đặt trên đầu âm ê. Các con nghe cô đọc. Chờ uyên chuyên quyền truyền. Lần nữa. Chờ uyên chuyên quyền truyền. Tiếng truyền trong từ bóng chuyền, đây là các bạn đang chơi trò chơi bóng chuyền. Cô có từ bóng chuyền. Lần nữa, bóng chuyền. Sau đây cô và các con đọc trơn. Uyên chuyền bóng chuyền. Lần nữa, uyên chuyền bóng chuyền. Chúng ta đã học vần uân và vần uyên. Sau đây cô và các con đọc trơn lại toàn bài. Uân xuân mùa xuân. Uyên chuyền bóng chuyền. Vừa rồi cô và các con đã học vần uân, vần uyên để giúp các con viết đúng độ cao, độ rộng của vần uân, vần uyên. Sau đây cô và các con chuyển qua phần luyện viết. Chúng ta sẽ viết vần uân, vần uyên từ mùa xuân, từ bóng chuyền. Cô lưu ý từ mùa xuân tiếng mùa cách tiếng xuân một con chữ O. Tiết tiếng bóng cách tiếng chuyền một con chữ O. Các con chú ý lắng nghe cô hướng dẫn. Vần uân cô đặt bút ngay đường kẻ thứ hai, cô viết con chữ U. Cô rê bút cô viết con chữ A. Rê bút viết con chữ N.
Kết thúc ngay đường kẻ thứ hai, li bút viết dấu phụ con chữ Á. Tiếp theo Vân Uyên, cô đặt bút ngay đường kẻ thứ hai, viết con chữ U. Rê bút viết con chữ Y. Rê bút viết con chữ E. Rê bút viết con chữ N. Kết thúc ngay đường kẻ thứ hai, lia bút viết phéo phụ con chữ E. Tiếp theo chúng ta viết từ mùa xuân, đặt bút dưới đường kẻ thứ ba, viết tiếng mùa. Kết thúc ngay đường kẻ thứ hai, lia bút viết dấu quyền trên đầu âm U. Đặt bút dưới đường kẻ thứ ba, viết con chữ sờ. Rê bút viết vần uân. Kết thúc ngay đường kẻ thứ hai, lia bút viết dấu phụ con chữ ớ. Từ bóng chuyền, đặt bút ngay đường kẻ thứ hai, viết tiếng bóng. Kết thúc ngay đường kẻ thứ hai, lia bút viết dấu sắc trên đầu âm o. Tiếng chuyền, đặt bút dưới đường kẻ thứ ba, viết con chữ chờ. Rê bút viết vần uyên. Kết thúc ngay đường kẻ thứ hai, lia bút viết dấu phụ, đặt dấu quyền trên đầu âm E. Vừa rồi cô và các con đã luyện viết vần uân, vần uyên, từ mùa xuân, bóng chuyền. Cô muốn các con là sau khi cô nghe cô hướng dẫn luyện viết, các con dở vở ra và viết theo cô hướng dẫn. Sau đây cô và các con cùng bước qua phần luyện đọc từ ứng dụng. Vần uân cô có từ huân chương. Tiếng huân có vần uân. Các con nghe cô đọc. Hờ uân huân. Huân chương. Lần nữa. Hờ uân huân. Huân chương. Tiếng uân. Vần uân cô có từ tuần lễ. Tiếng tuần có vần uân. Các con nghe cô đọc. Tờ uân tuân quyền tuần. Tuần lễ. Lần nữa. Tờ uân tuân quyền tuần. Tuần lễ. Vần uyên. Cô có từ chim khuyên. Tiếng khuyên có vần uyên. Các con nghe cô đọc. Khờ uyên khuyên. Chim khuyên. Lần nữa. Khờ uyên khuyên. Chim khuyên. Vần uyên cô có từ kể chuyện. Tiếng chuyện có vần uyên. Chờ uyên chuyên nặng chuyện. Kể chuyện. Lần nữa. Chờ uyên chuyên nặng chuyện. Kể chuyện. Để giúp các con hiểu nghĩa của từ, sau đây cô sẽ cho các con xem tranh và cùng nhau luyện đọc trơn các từ ứng dụng nhé. Đây là huân chương. Huân chương là vật làm bằng kim loại, có cuốn để đeo trước ngực. Đó là phần thưởng cao quý do nhà nước đặt ra để tặng thưởng cho những người có công lao với đất nước. Chúng ta cùng đọc. Huân chương. Lần nữa. Huân chương.
Còn đây là tờ lịch nè các bạn. Một tuần lễ sẽ có 7 ngày, từ thứ hai cho đến chủ nhật thì gọi là một tuần lễ. Chúng ta cùng đọc tuần lễ lần nữa, tuần lễ. Còn đây là hình ảnh con chim khuyên. Chim khuyên là một loài chim có dáng hình nhỏ nhắn nhưng hót rất là hay. Chúng ta cùng đọc chim khuyên lần nữa, chim khuyên. Còn đây là hình ảnh cô giáo đang kể chuyện cho các bạn nhỏ nghe. Chúng ta cùng đọc kể chuyện lần nữa, kể chuyện. Vừa rồi chúng ta đã đọc luyện đọc hết trang bên trái. Sau đây cô và các con cùng đọc trơn hết trang bên trái. Chúng ta bắt đầu đọc. Uân, xuân, mùa xuân. Uyên, chuyền, bóng chuyền. Huân chương, tuần lễ. Chim khuyên, kể chuyện. Sau đây cô và các con sẽ bước qua trang bên phải. Các con quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì? À, tranh vẽ chim én đang bay lượn trên bầu trời. Chim én thì thường xuất hiện vào mùa xuân. Cô có bài thơ sau. Các con nghe cô đọc. Chim én bận đi đâu, hôm nay về mở hội. Lượn bay như dẫn lối, rủ mùa xuân cùng về. Các con quan sát bài thơ và cho cô biết tiếng nào có vần chúng ta vừa mới học. À, tiếng xuân có vần uân. Tiếng xuân có âm sờ đứng trước, vần uân đứng sau. Sờ, uân, xuân. Sau đây cô và các con cùng nhau luyện đọc nhé. Bắt đầu. Chim én bận đi đâu, hôm nay về mở hội. Lượn bay như dẫn lối, rủ mùa xuân cùng về. Tiếp tục, các con quan sát tranh và cho cô biết các bạn nhỏ đang làm gì. À, các bạn nhỏ đang đọc truyện. Các bạn nhỏ này rất thích đọc truyện. Chủ đề luyện nói của chúng ta hôm nay là em thích đọc truyện. Cho cô biết tiếng nào có vần uyên. À, tiếng truyện có vần uyên. Tiếng truyện có âm trờ đứng trước, vần uyên đứng sau, dấu nặng đặt dưới âm ê. Trờ, uyên, truyên, nặng, truyện. Em thích đọc truyện. Chúng ta đã học hết trang bên phải và trang bên trái. Cô muốn các con là lật sách ra trang 36 và trang 37. Chúng ta sẽ rèn đọc 5 lần. Trước khi kết thúc tiết học, cô cùng các con đọc lại hai trang. Chúng ta bắt đầu đọc. Uân, xuân, mùa xuân. Uyên, chuyền, bóng chuyền. Huân chương, tuần lễ. Chim khuyên, kể chuyện. Chim én bận đi đâu, hôm nay về mở hội. Lượn bay như dẫn lối, rủ mùa xuân cùng về. Em thích đọc truyện. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô muốn các con lật sách ra trang 36, trang 37, đọc 5 lần và viết vào vở vần uân, vần uyên, mùa xuân, bóng chuyền. Cô mến chúc các con chăm ngoan, học giỏi. Cô chào các con.